Thầy cảm ơn chị Tùng Mẫn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn đức chư Phật, kính đảnh lễ ơn đức giáo pháp, kính đảnh lễ ơn đức chư tăng. Con tri ân cô tự duyên, tại vì im lặng quá con cũng không biết cái âm thanh của máy của con như thế nào hết trơn á. Nãy giờ Ái Minh mắc in tài liệu á, nên không có không có nghe quý anh chị mời, nhưng mà không có buông được á. Dạ cảm ơn Vinh Châu. Con kính lễ quý chư tôn đức tăng, kính lễ quý tu nữ, kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 419. Cảm ơn huynh trưởng đã phát bài ạ. Chư tình vô quê đi xa tà năng u ba ba tình cha sắp ba sồ a sa tàng su ga tàng bú thần tạ ma hằng đù mỹ rầm ma năng. Chư tình vô quê đi xa ta năng u ba ba tình cha sắp ba sô a sa tăng su ga tăng bu thăng ta ma hăng ru mi ram ma năng. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh, không nhiễm khéo vượt qua sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi bà la môn. Bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Chư tinh vô quê đi xa ta nâng ô ba ba tinh cha sập ba sô a sa tăng su ga tăng vô thần ta mang ru mi rầm ma nâng. Chư tinh vô quê đi xa ta nâng ô ba ba tinh cha sập ba sô a sa tăng su ga tăng vô thần ta mang ru mi rầm ma nâng. Người hiểu rõ hoàn toàn sự sống, sự chết, các hàng chúng sanh, không ai luyến, đào thoát nhanh, tự giác ngộ xứng danh Bà La Môn. Phổ tư của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con kính thỉnh cô Tự Duyên tiếp theo ạ. Dạ, sư thú lần thay. Cảm ơn anh Minh. Nam Bích Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Khai Giá. Con thành kính tôn thần Nam Nam Tính Nam. Dạ, tự nhiên xin kệ kinh pháp cú số. Dạ, Quỳnh. Dạ, cảm ơn Quỳnh. Đường nét của tự nhiên nó cũng giật đi lắm, nó kéo hoài luôn. Dạ, bây giờ tự nhiên xin kệ. Chú tinh vô quê đi xa ta ô ba ba tinh cha sắp ba sô a sắp tăng su ga tăng bu thăng ta ma hăng ru mi ram ma năng. Chú tình vô quê đi sát tà năng ú bát bát tình chất sắc ba sô á sát tăng su gác tăng bút thăng tám ma hằng rù mi rầm ma năng. Chú tình vô quê đi sát tà năng ú ba ba tình chất sắc ba sô a sát tăng su ga tăng bu thăng tam ma hằng ru mi ram ma năng. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh, không nhiễm khéo vượt qua sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi bà la môn. Là người hiểu rõ hoàn toàn sự sống, sự chết, các hàng chúng sanh, không ai không ái luyến, đạo thoát nhanh, tự giác ngộ, xứng danh Bà La Môn. Dạ, khổ thân này của Hòa Thượng Giới Đức.
À, dạ, tự nhiên đã thấy tín hiệu của Nhật Quỳnh. Kính mời Nhật Quỳnh ạ. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn cô tu nữ tại duyên. Dạ, cảm ơn Xích Răng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Xích Tịnh Mẫn. Dạ, cảm ơn Xích Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Đạt cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Thăm Má Chá Rí. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh số 419. Dạ, cảm ơn Minh Quát Thanh Á cho bài học. Chú tình vô quê đi sát tà năng u ba ba tình cho sát ba sợ a sát tăng su ga tăng bút thằng tam ma hằng su mi sầm ma năng. Chú tình vô quê đi sát tà năng u ba ba tình cho sát ba sợ a sát tăng su ga tăng bút thằng tam ma hằng su mi sầm ma năng. Chú tình giờ về đi sát tà năng u ba ba tình cho sát ba sợ a sát tăng su ga tăng bút thằng tam ma hằng su mi sam ma năng. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh không nhiễm khéo vượt qua sáng suốt chân giác ngộ ta gọi bà la môn. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Minh Châu, Sư Khá, Sư Khá ơi, Sư Khá đã ôn bài chưa? Chú ta có ông bài không cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ? Chú tinh vô quê đi xa ta năng u ba ba tinh trà sập ma sâu a xa tan su gà tặng bùa thăng tập ma hăng su mì râm ma năng. Chú tịnh vô quê đi xa ta năng u ba ba tinh cha sập ba sô a sa tăng sư gà tăng bùa thăng tam ma hăng sư mì râm ma năng. Ai là ai người hiểu rõ hoàn toàn sự sống sự chết các hàng chúng sanh không ái luyến đào thoát nhanh tự giác ngộ xứng danh bà la môn. Và đây là bản khổ tơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con không thấy bàn tay nào nữa mà cũng đã đến giờ rồi. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ tề viên, cô ấy Minh Minh Quách Thanh Á và tất cả quý vị đã xích rạng đông. Dạ, quý vị đã lên ôn bài. Tại vì Nhật Quỳnh không có trước máy nên không có biết vị nào đã ôn bài và chưa ôn bài. Nhật Quỳnh xin cảm ơn tất cả. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo ta được Đại Đức Minh Đạt giảng giải bài học ngày hôm nay, câu Pháp Cú Kinh 420. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Ta Ha Sa. Nam mô Ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a ta ha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc nặng nhờ ánh sáng a trò hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường a chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui
Tham thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lọc cả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính chữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Dạ con xin sám hối với đạo tràng ạ. 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối căm mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh người khắp chốn đi, tới mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh Đại Đức Minh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 420. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná cho bài học. Nhật Quỳnh cũng kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Chư tôn đức tăng đang diện trung trung và kính chào toàn thể chư Phật tử đang diện trung trung. Dạ xin hỏi là quý vị đã nghe được âm thanh từ phía chúng tôi chưa? Dạ xin cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên, xin cảm ơn cô sĩ Từ Mẫn, xin cảm ơn sĩ Nhật Quỳnh đã nghe rõ âm thanh từ phía chúng tôi. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Tối hôm nay pháp cú của chúng ta học đến câu pháp cú số 420. Và theo thông lệ thì trước khi chúng ta bước vào để học câu kệ pháp cú số 420 về từ vựng cũng như là ý nghĩa duyên sự của câu kệ pháp cú này thì chúng tôi xin phép được lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt. Kính mong toàn thể chư Phật tử đang diện trung trung chúng ta hãy hướng về ba ngôi Tam Bảo để cùng nhau lễ bái Tam Bảo. Samanta Chakavalesu Praga Chantu Devata Sathamang Munera Chaksa Sunantu Sangha Mokkhadang Thamma Savana Kalo Ayam Faranta Thamma Savana Kalo Ayam Faranta Thamma Savana Kalo Ayam Faranta Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammabuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammabuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammabuddhassa. Chúng đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương Đức Tam Bảo một cách tóm tắt là Phật Bảo, Pháp Bảo,
và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Phật Bảo. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Pháp Bảo. Pháp Bảo được ví như những phương diệu dược chuyên chữa trị những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Nếu ai cố gắng hành theo sẽ được an lạc ngay trong kiếp sống hiện tại này. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Pháp Bảo. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Tăng Bảo. Các ngài đã đắc thánh hay còn phàm, là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Tăng Bảo. Do năng lực phước phát sanh lên do lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, xin chia đều đến quý chư tôn Đức Tăng Ni, quý sư cô, chư thiện hữu tri thức đang diện trong rung. Cầu mong cho tất cả quý vị được an lạc suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, Nam mô Buddhaya. Tối hôm nay rung pháp của chúng ta học đến câu pháp cú số 420. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ý nghĩa của những cái chữ từ vựng ở trong câu pháp cú số 420 này, trước khi chúng ta bước vào đi tìm hiểu nội dung của câu kệ pháp cú số 420. Ở đây kính thưa quý vị, câu pháp cú đầu tiên đó là Yassagatin Nachananti. Câu thứ hai ở trong câu kệ pháp cú đó là Dewagantap Padmanusa. Câu thứ ba là Khi Na Sa Quang Arahant Tăng. Câu thứ tư là Tát Ma Hằng Pru Mi Pram Ma Năng. Và chúng ta có một cái câu kệ hoàn chỉnh 4 câu và mỗi câu là 8 chữ. Ở đây kính thưa quý vị, ở cái câu đầu tiên mà chúng ta học đó là chúng ta sẽ thấy ở cái câu là Yassa Gattin Nachananti. Ở đây chữ Yassa chúng ta cũng đã học rồi. Đó chính là một cái đại danh từ, từ cái chữ giá, có nghĩa là người nào, của ai. Thì ở đây cái chữ giá xá đó có nghĩa là đối với người nào, hay là đối với ai, hay là của ai. Đó là cái chữ giá xá. Cái chữ giá tinh là chúng ta cũng biết rồi, chúng ta cũng đã nghe được từ hôm qua. Đó là cái chữ giá tinh từ cái chữ giá tí. Và cái chữ giá tí ở đây có nghĩa là cái cảnh giới tái sanh, hay là cái sanh thú, cái cảnh giới tái sanh. Cái chữ ná, cái chữ ná đó chúng ta biết rằng đó là một cái từ phủ định, có nghĩa là không. Và đi tiếp theo cái danh, cái động từ ở phía sau là cha năn tí, từ cái chữ cha ná tí có nghĩa là hiểu biết, biết. Thì nguyên câu đó là Yassagatin Nachananti. Ở đây có cái ý nghĩa là đối với những cái người nào, đối với những cái người nào, hay là của những cái người nào, cái sanh thú của những cái người nào. Và cái chữ Chananti có nghĩa là không biết, không biết cái sanh thú của những cái người nào. Và cái chủ ngữ của cái câu đó là ở đâu? Cái quý vị, cái chủ ngữ của cái câu Yassatin Nachananti đó đó, đó chính là cái chữ, cái câu thứ hai mà chúng ta học, đó là Dewa Ganthappa Manusa. Cái chữ Dewa có nghĩa là những cái vị chư thiên hay là thiên chúng. Cái chữ Ganthappa Manusa đó là một cái hợp âm gồm có hai cái danh từ. Và hai cái danh từ đó là gì? Hai cái danh từ đó là danh từ Ganthappa cộng với danh từ Manusa. Cái chữ Ganthappa có nghĩa là những cái loại càn thất bà, những cái loại càn thất bà, hay là những cái vị chư thiên mà có cái nhiệm vụ đánh đàn đó, thì chúng ta gọi là Ganthappa. Và cái chữ Manusa có nghĩa là con người hay là loài người. Ở đây cái chữ Ganthappa Manusa khi mà chúng ta ra có nghĩa là những cái loài càn thất bà và loài người. Thì ở đây cái quý vị, cái chủ ngữ của cái câu đầu tiên Yassagatin Nachananti đó đó, đó là Dewa Ganthappa Manusa, có nghĩa là những cái vị chư thiên, những cái vị càn thất bà, hay là những
cái chúng sanh ở trong cái cõi người này thì được gọi là Ganthapa Manusa. Và ý nghĩa của hai đầu tiên đó là Yasagatin Nachananti Dewa Ganthapa Manusa, có nghĩa là đối với những cái vị thiên càng thấp bà loài người không biết về cái cảnh giới tái sanh của người nào. Ở đây cái quý vị chúng ta nên dịch là như vậy, nó sẽ dễ hiểu hơn là cái câu mà người nào có cái cảnh giới tái sanh mà chư thiên càng thất bà và loài người không biết được. Thì ở đây cái chủ ngữ là Dewa Ganthapa Manusa, có nghĩa là chư thiên càng thất bà loài người, những cái vị đó Nachananti có nghĩa là không biết được, Yasagatam có nghĩa là cái sanh thú hay là cái cảnh giới tái sanh của cái người nào. Là chúng ta có một cái câu hoàn chỉnh là như vậy. Và đến cái câu thứ ba đó là khi na sát quăng a ra hành tăng, khi na sát quăng a ra hành tăng. Ở đây có một việc, cái chữ khi na sa quăng chúng ta biết đó là một cái hợp âm, một cái hợp âm đó là cái chữ khi na, đó là một cái quá khứ phân từ có cái ý nghĩa là đoạn tận, đã phá hủy. Và cái chữ asawa có nghĩa là những cái lậu hoặc, những cái tan rỉ. Thì nguyên cái hợp âm này, khi mà cái chữ khi ná cộng với asawa theo cái luật sanh thí của Bali đó, thì chúng ta sẽ có, chúng ta sẽ bỏ cái đoạn âm á ở phía trước của chữ khi ná, và chúng ta cộng lại là chúng ta có chữ khi na sawa. Khi na sawa, và cái chữ khi na sawa này có ý nghĩa là có lậu hoặc đã được đoạn tận, có cái lậu hoặc đã được đoạn tận, đó là chữ khi na sát quăng. Và đến cái chữ a ra hành tăng, ở đây các quý vị, cái chữ a ra hành tăng từ cái tiếp đầu ngữ, từ một cái danh từ là a rí cộng với cái ngữ căn ham. Và khi mà cái danh từ a rí cộng với ngữ căn ham này thì chúng ta có cái chữ là A-ra-hành-tăng. A-ra-hành-tăng từ cái chữ A-ra-hành-tá là một cái bậc A-la-hán, một cái vị đã cắt đứt mọi cái kẻ thù, và chúng ta thường gọi là cái bậc sát tặc. Bởi vì cái chữ A-rí ở đây có nghĩa là kẻ thù, và cái chữ tiếp đầu ngữ hành đó là có nghĩa là giết hại. Thì những cái người mà giết hại được những kẻ thù của mình đó thì được gọi là một cái vị sát tặc, giết được những cái kẻ thù, hay là chúng ta gọi là đó là cái vị A-la-hán. Và ở đây chúng ta vẫn thấy rằng là ở cái câu thứ ba này nè các quý vị, cái câu thứ ba này là khi na sát quăng A-ra-hành-tăng, và hai cái chữ đó nó đều chia theo cái đối cách. Đối cách, và cái đối cách đó là gì? Đó nó đi theo cái chữ Brahmanang luôn. Cho nên là nguyên cái câu số 3 và số 4 á, chúng ta có cái cách dịch là khi na sa quăng arahant tăng ta mahang prumi Brahmanang, có nghĩa là ta gọi cái vị ấy là Bà La Môn, bậc lậu tận, hay là cái bậc A La Hán. Thay vì những cái câu mà những ngày trước á, chúng ta sẽ học ở cái câu thứ ba này là một cái từ gì đó, thì ba cái câu đầu Đức Phật nói ra xong rồi là Đức Phật xác nhận ta gọi cái vị đó là Bà La Môn thôi. Thì ở cái câu thứ ba này, Đức Phật nói là đối với những cái người nào đó đó, mà những cái chúng sanh như là chư thiên hay càn thất bà hay loài người không biết được cái sanh thú của cái vị đó đó, thì ta gọi cái vị đó là Bà La Môn, là bậc A-la-hán và là một cái người lậu tận. Đó là ý nghĩa của cái câu số 3 và số 4 mà chúng ta học trong ngày hôm nay. Và các quý vị, trước khi chúng ta bước vào để chúng ta học cái nội dung của cái câu kệ đó, thì chúng tôi xin phép được đọc qua một lần và sau đó chúng tôi kệ, và chúng ta sẽ bước vào để học cái ý nghĩa của câu kệ này. Đây, chúng ta có cái câu 400
120 đó là Yogatinananti. Dewa khina sawang arahantang pamahang prumi pramanang. Và bây giờ chúng tôi xin phép được kể. Yaha sagatin na chananti dewa gantam pamahanusa khina sawang arahantang kamahang prumi pramanang. Ya sagatin na chananti deva gantham pamahanusa khina sawang arahantam kamahang prumi pramanang. Yasagatin na chananti deva gantham pamahanusa khina sawang arahantam kamahang prumi pramanang. Và chúng ta có cái bản phổ thơ, cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đó là với ai? Loài trời người cùng với Càn Thác Bà không biết chỗ thọ sanh, lậu tận bậc La Hán ta gọi Bà La Môn. Và chúng ta có bản phổ thơ của Ngài Thượng Tọa Giới Đức. Đó là đã lậu tận dứt sanh y, chấm dứt thọ mạng, ra đi phương nào, chư thiên dù thấp hay cao, dạ ma nhân loại biết sao mà lần. Là La Hán, là thánh nhân, là bậc tối thượng xuất trần Bà La Môn. Và kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa học xong những cái từ vựng và cái câu kệ pháp cú 420 trong ngày hôm nay. Vào giờ này chúng ta sẽ bước vào để chúng ta tìm hiểu cái nội dung của cái câu kệ pháp cú này. Thì các quý vị, chúng ta vẫn biết rằng là câu kệ pháp cú số 419, 420 cùng có chung một cái duyên sự khi mà Bậc Đạo Sư đề cập đến trưởng lão Quan Ghi Xá lúc mà Ngài trú tại Kỳ Viên Tịnh Xá. Và chúng tôi xin tóm lược lại cái nội dung cái câu chuyện đó một lần để cho quý vị có được cái sự mường tượng là cái câu chuyện đó và cái câu pháp cú đó nó có cái sự kết hợp như thế nào. Ở đây thì kính quý vị, tương truyền là có một cái vị Bà La Môn tên là Quan Ghi Xá ở cái kinh thành Rajagaha. Và cái vị này á, theo chú giải là vị này là một cái người thông thạo về cái bộ Tam Vệ Đà. Và những cái vị mà thâm thuộc hay thông thạo về Tam Vệ Đà, kính quý vị, là những cái vị mà có nhiều vị có những cái khả năng rất là lớn. Cái vị này có một cái biệt bài là sau khi mà gõ lên cái đầu của một người đã chết á, thì cái vị này biết rằng cái sanh thú của cái người mà có cái đầu lâu này sanh về đâu. Cái vị đó có thể là sanh về chư thiên, hay là vị đó có thể sanh về loài người, hay là vị đó sanh như thế nào. Thì ở đây á, chúng ta phải có cái sự phân biệt là đối với những cái vị Bà La Môn mà lầu thông về cái bộ ba bộ Vệ Đà, cái quý vị, là cái vị đó có thể sử dụng những cái chú thuật, cái vị đó có thể có được những cái thần thông nếu mà cái vị đó tu thiền. Và ở đây á, khi mà chúng tôi nói như vậy á, là để cho quý vị biết rằng là chúng ta đừng có thắc mắc là vì sao những cái vị Bà La Môn lại có những cái biệt tài như vậy. Và chúng ta thấy rằng là ở trong cái bộ Tiểu Xuyên Minh á, khi mà, hay là cái bộ Đại Xuyên Minh á, khi mà Bậc Đạo Sư nói về những cái bài kinh Con Đường Đến Bờ Kia cho 16 cái chàng thanh niên mà đệ tử của Bà La Môn Bà La Quy, kính quý vị, thì những cái vị thanh niên đó là những cái người cũng chính đắc thiền. Và những cái câu hỏi của những cái vị Bà La Môn đó đối với Bậc Đạo Sư cũng hỏi bằng cái tâm ý, có nghĩa là cái vị Bà La Môn đó sử dụng cái tâm ý để nói chuyện với Bậc Đạo Sư. Và khi mà cái vị đó hỏi bằng ý xong thì Bậc Đạo Sư nói cho trả lời cái câu hỏi đó cho những cái vị Bà La Môn. Cho nên là những cái người mà đắc hay là những cái người mà thông thuộc về ba bộ Vệ Đà thì những cái vị đó có thể có những cái biệt tài,
có được những cái khả năng do nương vào cái chú thuật. Thì cái Bà La Môn Quan Thế Xá này cũng là một người như vậy, có nghĩa là vị đó cũng có việc bà là gõ lên cái đầu, rồi vị đó biết được cái sanh thú của người này người kia. Và những cái người thanh niên mà Bà La Môn theo thanh niên Quan Thế Xá đó, thì lúc bây giờ mới để thanh niên Quan Thế Xá lên một cái cỗ xe, rồi đắp cái người thanh niên Quan Thế Xá đó những cái tấm vải và đưa đi khắp nơi ở trong cái cõi Diêm Phù này, và thông báo rằng là nếu như những người nào biết được cái sanh thú của thân nhân của mình đó, thì hãy đưa 5 đồng, 10 đồng hay là 100 đồng, 1.000 đồng cho thanh niên Quan Thế Xá này. Sau đó thì thanh niên Quan Thế Xá này sẽ gõ vào cái đầu lâu đó để biết được cái sanh thú của thân nhân của mình. Và cứ như vậy thì thanh niên Quan Thế Xá này cùng với cái nhóm thanh niên đó đi khắp cái cõi Diêm Phù Đề này và thâu được rất là nhiều những cái lợi lộc. Và tuần tự như vậy, cái nhóm thanh niên này đã đi về đến cái kinh thành Sa Quá Thiên và ngự ở một cái nơi không xa quá đối với cái nơi Kỳ Viên Tịnh Xá. Thì khi mà ngự ở tại cái chỗ đó thì nhóm thanh niên này mới nhìn thấy những cái người Phật tử ấy, vào buổi sáng sau khi mà chuẩn bị những cái lễ phẩm lễ vật, những cái hương hoa trên tay ấy, đã đi nườm nượp đi đến Kỳ Viên Tịnh Xá để đảnh lễ Đức Thế Tôn và Bậc Đạo Sư. Thì khi mà thấy cái đoàn người kéo dài với nhau đi như vậy đó, thì những cái thanh niên này mới hỏi rằng là các ngươi đi đâu vậy? Thì lúc đó những cái người mà đi lễ bái, đi những cái người Phật tử đó, đi đến chùa đó, người ta mới nói là đi nghe pháp từ Bậc Đạo Sư đó. Thì những cái vị thanh niên mà đi theo với lại thanh niên Quan Thế Xá này mới nói rằng là cần gì phải đi đến cái nơi mà như vậy, các ngươi hãy vào đây rồi hãy đưa cho thanh niên Quan Thế Xá này bao nhiêu tiền đó, thì thanh niên Quan Thế Xá này sẽ nói được những cái sanh thú hay là nói về những cái cảnh giới tái sanh của thân nhân của mình. Thì lúc bây giờ những cái người mà Phật tử thuần thành đó mới cự cãi với cái nhóm thanh niên đó và nói rằng là những cái thanh niên Quan Thế Xá này không thể nào mà bằng được với Bậc Đạo Sư chúng tôi. Chính vì cho nên là hai bên có cái sự tranh cãi qua lại như vậy đó. Thì lúc bây giờ họ mới đưa đến Kỳ Viên Tịnh Xá để phân giải. Thì lúc đó khi mà Bậc Đạo Sư đang ngồi trong hương thất đó, thì Ngài biết rằng cái nhóm Phật tử đó đang tranh cãi về cái điều này. Cái nhóm Phật tử đó đang tranh cãi về những cái điều này với những cái thanh niên của Bà La Môn đó. Thì Bậc Đạo Sư biết rằng cái nhân duyên mà để cho thanh niên Quan Thế Xá này chứng đắc được đạo quả đã đến, cho nên là Ngài mới nói người đi tìm một cái đầu lâu của một cái vị thánh lậu tận á, đã qua đời á, đem về để đó. Thì lúc bây giờ thì khi mà cái nhóm thanh niên đó và những cái người Phật tử của chúng ta đã đi đến Kỳ Viên á, thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới đưa ra những cái đầu. Thì thanh niên Quan Thế Xá này đã chỉ lần lượt trúng tất cả những cái đầu lâu khác. Và đến cái đầu lâu của cái vị thánh A-la-hán á, thì cái vị thanh niên Quan Thế Xá này mới không biết được là cái sanh thú của cái vị thánh A-la-hán. Và khi mà Bậc Đạo Sư hỏi xác nhận lại là ngươi có biết được cái sanh thú của người này không, thì thanh niên Quan Thế Xá nói là con không có biết được cái sanh thú của vị này. Và cái nói việc với một cái người mà đã từng ăn nên làm ra, một cái người đã thu rất là nhiều cái đồng tiền về cái kỹ nghệ của mình như vậy đó, thì khi mà người đó không biết được cái đầu của cái vị thánh A-la-hán đó đã cái vị thánh A-la-hán đó đã tái sanh về nơi đâu đó, thì thanh niên Quan Thế Xá này mới bực bội. Và lúc đó thanh niên Quan Thế Xá này mới bạch với Đức Thế Tôn là bạch Ngài là cho con học cái chú thuật đó. Bởi vì thanh niên Quan Thế Xá cũng nghĩ rằng đây chỉ là một cái chú thuật giống như cái chú thuật mà thanh niên Quan Thế Xá đã được học đối với những cái vị Bà La Môn thôi. Cho nên là thanh niên Quan Thế Xá này mới nói Bậc Đạo Sư là hãy cho con học cái chú thuật đó. Thì lúc đó Bậc Đạo Sư mới nói rằng là này Quan Thế Xá, nếu như mà ngươi muốn học cái chú thuật này đó thì ngươi phải là xuất gia, bởi vì cái chú thuật này chỉ sử dụng cho những người xuất gia mà thôi. Khi mà
Nghe bậc đạo sư nói như vậy thì thanh niên Quan Thế Xá mới quay lại nói với những cái người thanh niên theo sanh đó là: này các ngươi hãy nghỉ ngơi ở cái ngôi nhà đó vài ba hôm, rồi sau khi mà nghỉ ngơi ở cái ngôi nhà ba hôm á, ta xuất gia xong, ta học xong cái chú thuật này đó, thì cái cõi Diêm Phù Đề này là không có ai bằng ta cả. Thì những cái thanh niên Bà La Môn đó mới đồng ý là nghỉ ngơi tại cái nơi mà mình đang tạm trú đó, còn thanh niên Quan Thế Xá thì đi vào chùa để xuất gia. Và kính thưa quý vị, ở trong cái nội dung câu chuyện mà chúng ta đọc chúng ta nghe hôm qua hay là chúng ta nghe như vậy á, chúng ta thấy là cái thời gian của ngài Quan Thế Xá này xuất gia nó rất là ngắn, đến khi mà chứng đắc được cái quả vị A La Hán thì rất là ngắn. Nhưng mà thực chất ra thì cái thứ gì trong cái khoảng thời gian này rất là dài. Và cái thời gian này dài là bởi vì sao? Cái người thầy của ngài Quan Thế Xá này đó chính là cái trưởng lão Nirodhakappa, chứ không phải là bậc đạo sư. Có nghĩa là sau khi thanh niên Quan Thế Xá này đồng ý xuất gia ở trong cái giáo pháp này, thì lúc bây giờ bậc đạo sư mới nói trưởng lão Nirodhakappa đó là hãy cho thanh niên Quan Thế Xá này xuất gia và thọ cụ túc giới. Thì lúc bây giờ thanh niên Quan Thế Xá này mới được xuất gia với trưởng lão Nirodhakappa và ở lại cái đỉnh núi mê ngài Nirodhakappa ở đó. Lúc đó những cái người cận sự nam, người cận sự nữ, người ta đi đến, người ta đảnh lễ trưởng lão Nirodhakappa, thì những cái người phụ nữ đi đến đã làm cho thanh niên Quan Thế Xá này có cái sự khó chịu, cho nên là thanh niên Quan Thế Xá này đã có những cái lời thơ, những cái lời kệ nói lên cái sự mà không đồng lòng với cái việc mà những cái người phụ nữ đi đến để lễ bái ngài trưởng lão. Và khi mà trưởng lão Nirodhakappa mất á, thì thanh niên Quan Thế Xá này, hay là lúc đó là tỳ kheo Quan Thế Xá, không có mặt ở tại cái nơi đó. Và khi mà quay về thì thấy cái tư thế nằm mất của trưởng lão Nirodhakappa là tay chân co rúm lại. Đó là một cái hình thức mà không phải là một cái hình thức mất đi của một cái vị thánh A-la-hán đó. Thì thanh niên tỳ kheo Quan Thế Xá lúc bây giờ mới hỏi bậc đạo sư về cái sanh thú của trưởng lão Nirodhakappa, và đã hỏi rằng là cái vị ngài Nirodhakappa này đã viên tịch niết bàn chưa. Thì lúc bây giờ bậc đạo sư mới xác nhận là cái vị này đã viên tịch niết bàn, và cái người thầy của ngài Quan Thế Xá chính là trưởng lão Nirodhakappa, và cái vị thầy này đã hướng dẫn cho tỳ khưu Quan Thế Xá này học về những cái đề mục thể trược. Rồi sau những cái sự cố ở tại cái nơi đó thì lúc bây giờ thanh niên tỳ khưu Quan Thế Xá mới phát triển cái thiền quán và chứng đắc được quả vị A La Hán. Chính vì vậy cho nên là khi mà chúng ta đọc như này nè, chúng ta đọc câu chuyện như vậy, mà nếu như chúng ta có triển khai cái này ra đó, thì khi mà quý vị đọc ở trong Trưởng Lão Tăng Kệ nè, hay là chúng ta đọc ở trong Tương Ưng Kinh, chúng thấy là có những cái đoạn mà tỳ khưu Quan Thế Xá này la mắng những cái vị cận sự nữ khi mà đi đến để đảnh lễ trưởng lão Nirodhakappa, hay là những cái lời kệ khi mà tỳ khưu Quan Thế Xá này hỏi về cái sanh thú của trưởng lão Nirodhakappa đối với Đức Thế Tôn. Và cái quý vị, sau khi mà ngài Quan Thế Xá đã chứng đắc được cái quả vị A La Hán đó, thì bậc đạo sư nhìn nhận rằng cái người này chính là một cái người khéo nói, là một trong những cái vị thánh 80 cái vị mà đại trưởng lão mà đệ tử đồ đệ của bậc đạo sư. Cái quý vị, có nghĩa là ngài Quan Thế Xá này rất là khéo nói, và ngài có cái biệt tài khéo nói, và những cái vần thơ, những cái lời thơ của ngài rất là hay, cho nên ngài được xem như là một cái vị mà thi sĩ ở trong cái giáo pháp này. Nếu mà quý vị đọc ở những cái trong những cái đoạn kinh như vậy đó, thì quý vị nhớ rằng là cái khoảng thời gian mà ngài Quan Thế Xá này xuất gia đó nó rất là lâu, chứ không phải như trong cái câu chuyện mà khi mà từ bỏ những cái người thanh niên đó xong rồi thì thanh niên Quan Thế Xá ở lại với bậc đạo sư rồi chứng đắc A La Hán. Rồi khi mà ngài Quan Thế Xá này đã chứng đắc được cái quả vị A La Hán rồi đó, thì những cái thanh niên Bà La Môn đi theo ngài á mới đi đến để hỏi là ngài đã học xong cái chú thuật chưa.
Thì lúc bây giờ Ngài Quang Thế Sáng mới trả lời những cái thanh niên đó là bây giờ ta không còn cái phận sự đối với những cái chú thuật đó nữa. Thì những cái vị tỳ khưu phàm tăng á, khi mà nghe nói như vậy thì các vị này mới nói rằng là tỳ khưu Quang Thế Sáng này là cái người khoe pháp bậc cao nhân. Cái vị tỳ khưu Quang Thế Sáng này nói như vậy là không khác nào là chứng nhận, xác nhận mình là một cái vị thánh A-la-hán. Cho nên là những cái vị tỳ khưu này mới đi trình bày lại vong, và Thế Tôn đã xác nhận là này chưa tỳ khưu, chớ có nên nói như vậy. Giờ đây con trai của ta đã trở nên thiện xảo trong cái việc sanh tử rồi. Rồi sau khi mà Ngài nói lên cái câu đó xong thì Ngài đã nói lên tiếp hai cái câu kệ ngôn là 419 và 420 mà chúng ta đã học xong tối hôm qua, là tối hôm thứ sáu là câu 419 và tối hôm nay là chúng ta học câu 420. Đó là như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào để tìm hiểu cái nội dung của cái câu pháp cú này. Thì ở đây các quý vị, ở đây như chúng tôi đã giải thích và chiết tự khi mà chúng tôi nói cái câu kệ pháp số 420 này đó, thì chúng ta gom lại hai cái câu số 1 và số 2 á, nó là một. Có nghĩa là nguyên hai cái câu đó khi mà ghép chung lại với nhau á, thì chúng ta mới thấy được cái chủ ngữ của hai cái câu đó. Và cái chủ ngữ của hai cái câu đó chính là Dewa Ganthappa Manusa, là những vị chư thiên, những loại càn thất bà hay loài người nào. Và tiếp đến là cái chữ Natchananti, có nghĩa là những người đó không biết được về cái gì, không biết được cái danh, cái sanh thú của một cái người nào. Ở đây cái chữ giác xá là của người nào, và cái chữ giác tinh, cái gia tí, có nghĩa là cái sanh thú. Và ở đây các quý vị, ở đây chúng ta cần phải hiểu như thế nào về cái chữ gia tí hay là cái chữ gia tinh. Cái chữ gia tí đó chúng ta biết là cái cảnh giới tái sanh. Và cái chữ giá tí đó từ cái ngữ căn gáp mút có nghĩa là đi đến. Cho nên là khi mà cái chữ giá tí đó ở trong từ điển á, nó sẽ có cái ý nghĩa là đi. Nhưng mà khi mà chúng ta mở rộng cái chữ đi này ra đó, các quý vị, đó chính là cái sự luân chuyển. Mà ở đây á, cái sự luân chuyển này không có ý nghĩa rằng là cái sự luân chuyển của cái linh hồn như là những cái triết lý hay là những cái triết học của Bà La Môn, mà cái sự luân chuyển ở đây nó được dùng theo cái khái niệm hay là cái quan niệm của Phật giáo, đó là cái sự tái sanh từ cái kiếp sống này đến cái kiếp sống mới. Cái sự luân chuyển này trong một cái định nghĩa, trong một cái góc độ nào đó, nó sẽ khác nhau về cái khái niệm. Ví dụ như là đối với cái người Phật tử của chúng ta đó, đối với cái người Phật tử của chúng ta thì người Phật tử của chúng ta sẽ nói rằng khi mà chúng ta mất ở cái nơi này, chúng ta đi về một cái nơi khác, hay là chúng sanh ta sanh về một cái nơi nào khác đó, thì cái nơi khác đó chính là cái sự luân chuyển. Khi mà chúng ta đi từ điểm này đến cái điểm kia được gọi là cái sự luân chuyển hay là cái sự luân lưu, thì đó chính là cái chữ giá tí. Và cái sự luân chuyển như vậy đó, khi mà chúng ta nói về cái sự luân chuyển như vậy thì chúng ta phải biết rằng là cái sự luân chuyển đó nó có hai cái loại luân chuyển. Cái loại luân chuyển của những cái vị phàm nhân và cái sự luân chuyển của những cái vị thánh. Ở đây các quý vị, như thế nào là cái sự luân chuyển của những cái vị phàm nhân? Cái vị phàm nhân á là những cái người mà thường luân chuyển đến những cái nơi đau khổ. Và cái sự luân chuyển đi đến những cái nơi đau khổ đó nó có một cái tính cách bất ngờ và chúng ta không thể định trước được. Giống như mấy hôm trước đó, khi mà chúng tôi thuyết giảng về các cái sanh hữu, khi mà chúng ta lăn trôi trong các cái sanh hữu của những vị, thì chúng tôi nói rằng là chúng ta có thể là chúng ta lăn trôi luân chuyển trong khắp cả cái tam giới này, trừ năm cái cõi của bậc thánh tam quả nè, năm cái cõi ngũ tịnh cư nè, là chúng ta đã luân chuyển hết 26 cõi đó rồi.
Trong tam giới này có 31 cõi thì chúng ta đã luân chuyển khắp trong 26 cõi đó nè. Nhưng mà quý vị, khi mà chúng ta luân chuyển như vậy đó, khi mà chúng ta luân chuyển trên cái bước đường luân hồi của ta như vậy đó, thì chúng ta khó mà chúng ta sanh vào cái cảnh giới, hay là chúng ta sanh vào cái nơi mà chúng ta mong muốn. Và cái điều này quý vị, khi mà nói về cái điều này á, những cái vị giáo thọ sư người ta đưa ra một cái ví dụ để nói rằng là có một cái trái dừa nó rơi từ trên cây xuống. Nhưng mà cái trái dừa đó khi mà rơi từ trên cây xuống đó thì nó sẽ không biết được nó sẽ rơi ở cái điểm nào. Thì cũng như vậy, đối với một cái vị phàm nhân sau khi chết đi, cái người đó không thể nào biết được rằng mình tái sanh vào ở cái cảnh giới nào ở trong cái kiếp sống mới. Và cái quý vị, cho dù là những cái chúng sanh đó là những người có tạo những cái thiện bất thiện nghiệp, hay là tạo những cái thiện nghiệp đi chăng nữa, cho dù những cái chúng sanh đó có tạo ra những cái thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp nhiều như thế nào đi chăng nữa, thì cái người đó sau khi mà người ta trút cái hơi thở cuối cùng đó đó, thì cái người đó cũng không thể nào biết được ta sẽ tái sanh về nơi nào. Người đó cũng không thể nào biết được là ta phải tái sanh vào cái địa điểm nào, lý do là như thế nào. Chúng ta cũng phải nhớ rằng là cái nói về trong kinh, trong kinh điển Phật giáo của chúng ta có những cái mẫu chuyện giống như là bà hậu Malika, vợ của vua Vatsyanadi, hay là có những cái người đồ tể chẳng hạn, vào cái lúc lâm chung đó, cái gì, vào cái giây phút cận tử đó, vào cái giây phút cận tử, những cái hình ảnh, những cái suy nghĩ, những cái tâm tư tình cảm chúng ta vào cái thời điểm đó, nó sẽ có cái tính cách quyết định về cái sanh thú của chúng ta, hay là nó sẽ có cái tính cách quyết định về cái sự luân chuyển đó của chúng ta. Giống như chúng ta nói về hoàng hậu Malika, hoàng hậu Malika là một cái người tính tâm, hoàng hậu Malika là một cái người rất là thương Phật và thương tăng đoàn. Đến nỗi là trong kinh khi mà nói về cái hình ảnh của bà Malika khi mà bà đi đến để bà vấn an bậc đạo sư, cái gì vào buổi sáng khi mà bà đi đến thì bà cũng đi theo với 500 cỗ xe. Trên 500 cỗ xe đó có chứa đầy những cái vật dụng sử dụng cho ban ngày, là những cái món ăn thượng vị loại cứng loại mềm. Rồi vào buổi chiều tối khi mà bà đem theo những cái bông hương hoa trái cây đến để dâng cúng lên cho Đức Phật á, thì cái quý vị, những cái loại tràng hoa hay là vòng đeo tay hay là này nọ đó, cái loại dầu thơm để thoa sức, cái quý vị, khi mà bà đi đến chùa bà cũng không bao giờ bà đi tay không, và bà đi đến chùa khi nào bà cũng mang theo những cái vật thực giống như là những cái loại nước mía hay là những cái loại vật thực mà chư tăng có thể sử dụng được vào buổi chiều tối. Bởi vì bà nghĩ rằng là những cái vị sa di hay là những cái vị tỳ khưu trẻ ở trong chùa đang nhìn ngó mình. Có nghĩa là trong cái đời sống của bà không khi nào bà không hướng về Tam Bảo. Có nghĩa là trong cái đời sống của bà không khi nào bà không hướng về Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nhưng mà cái quý vị, vào cái giây phút lâm chung đó, cái gì, bà lại nhớ đến cái việc làm, bà lại nhớ đến cái hành động sai quấy của mình đã làm đối với Đức Vua Vatsyanadi. Chính vì vậy cho nên là khi mà bà nhớ lại cái việc làm mà bà đã làm với sai quấy với Đức Vua Vatsyanadi, cho nên là bà lại có cái sự ăn năn hối hận. Và khi bà ăn năn hối hận như vậy thì bà lại tái sanh về cái khổ cảnh trong 7 ngày. Bà tái sanh về khổ cảnh trong 7 ngày. Đến mức độ mà Đức Vua Vatsyanadi sau khi Hoàng hậu Malika qua đời rồi, Đức Vua Vatsyanadi lại nghĩ rằng là không biết là cái sanh thú hậu Malika vừa này ở đâu. Cho nên là Đức Vua Vatsyanadi mới đi đến để đảnh lễ bậc đạo sư, hỏi về cái sanh thú của Hoàng hậu Malika. Nhưng mà các quý vị, cách 7 ngày như vậy, bậc đạo sư dùng cái thần lực của mình để làm cho Đức Vua Vatsyanadi quên đi cái vấn đề mình muốn hỏi. Bậc đạo sư làm cho Đức Vua Vatsyanadi quên đi cái vấn đề mình muốn hỏi. Và đến ngày thứ 7 sau khi Hoàng hậu
Kaliya Malika đã xâm thiên rồi đó. Thì lúc bây giờ bậc đạo sư nói luôn, à, hoàng hậu Malika đã xâm về thiên giới để cho đức vua Basenadi có cái sự túng thần, có cái sự hoan hỷ thành thú của hoàng hậu Malika. À, chính vì vậy cho nên là chúng ta nói là, về cái chữ gá tí, cái sự lung chuyển của những cái chúng sanh phàm nhân đó, ở trong cái thế gian này, cái thứ việc dù cho cái người đó có làm việc thiện thật nhiều, dù cho cái vị đó làm những cái thiện sự công đức rất là nhiều, nhưng mà đến cái lúc lâm chung, cái thứ việc vào những cái giây phút lâm chung, cái người đó không có cái chánh niệm tỉnh giác, cái người đó không có cái sự ghi nhớ, khi người đó không hướng tâm về Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, và vì đó nhớ về những cái điều xấu quấy, những cái điều tội lỗi, những cái điều không nên nhớ của mình, thì lúc bây giờ cái cảnh giới tái sanh hay là cái sự luyện đó sẽ là cái sự luân chuyển rất là xấu. Đó, đó là một cái điển hình của hoàng hậu Malika. Và tiếp theo cái thứ vị, khi mà những cái người làm thiện là như vậy đó, hay là những cái người mà làm ác cũng vậy. Đôi khi cái quý vị chúng ta nghe rằng là có những cái người làm ác thật là ác. Người đó không bao giờ đi chùa, người đó không bao giờ cúng dường Phật pháp tăng, là không bao giờ nghe được những cái điều hay lẽ phải, cái quý vị. Nhưng mà đến cái giây phút mà cận tử, đến cái giây phút lâm chung của vị đó đó, thì cái vị đó lại nhớ đến một cái thiện sự công đức của mình đã làm thôi. Người ta nhớ đến một cái bát dầu le lói để đốt lên cái ngọn lửa thắp sáng cái ngôi bảo tháp thôi. Thì với cái việc nhớ đó đó các quý vị, với cái việc nhớ đó đó, và với cái việc hoan hỷ với cái thiện nghiệp của mình đã làm đó đó, thì cái người đó lại được sanh thiên. À, chúng ta thấy rõ không? Cho nên đối với cái sanh thú, sau khi mà một cái người phàm nhân mất đi, người đó không có cái cơ hội để lựa chọn cái sanh thú của mình. À, chúng ta nói như vậy với hai cái trường hợp mà chúng tôi vừa đưa ra những cái ví dụ để cho quý vị thấy rằng là trong cái đời sống hàng ngày, chúng ta tạo những cái thiện sự công đức, chúng ta làm những cái việc phước, rồi chúng ta làm những cái tội lỗi, chúng ta làm những cái điều sai quấy, cái thứ vị, thì chưa chắc những cái hành động thiện hay bất thiện đó nó đã vào cái cảnh giới tái sanh, mà vào cái lúc đó đó, vào cái lúc mà cận tử, vào cái lúc mà sắp lâm chung, vào cái lúc mà chúng ta chuẩn bị trút cái hơi thở cuối cùng, cái thứ vị, và lúc đó nếu như chúng ta có chánh niệm tỉnh giác nè, chúng ta nhớ lại những cái thiện sự công đức nè, chúng ta nhớ lại những cái điều tốt đẹp á, thì cái quý vị nó sẽ cho chúng ta cái cảnh giới tái sanh tốt. Còn nếu như không thì tất cả những cái thiện sự công đức của chúng ta nó bỏ sông bỏ biển. À, chính vì vậy cho nên là đó là những cái lời nói mà chúng ta nói về cái cảnh giới tái sanh như vậy, để cho chúng ta thấy rằng là những cái nghiệp thiện hay bất thiện của chúng ta, nó hoàn toàn nó không có cái sự liên kết nào đối với cái lúc đó, mà ngay cái lúc lâm chung đó, chúng ta nói là chỉ ngay cái lúc lâm chung thôi nha. Nếu như chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác, chúng ta không có sự ghi nhớ, thì cái công cuộc tu tập của chúng ta, cái công cuộc tu tập, cái đời sống thiện hạnh của chúng ta, nó cũng giống như là đêm chúng ta bỏ sông bỏ biển hết. Và cái quý vị, dù cho cái việc mà chúng ta đi đến những cái cảnh giới xa hay là những cái cảnh giới gần á, thì cái sự luân chuyển đó, cái sự luân chuyển của chúng ta từ cái cảnh giới này sang cái cảnh giới khác đó, nó không hề có một cái kẽ hở nào hết. Có nghĩa là cái giai đoạn từ cái lúc mà chúng ta tắt thở ở cái điểm này, cái điểm A, và chúng ta đi đến một cái cảnh giới hay là một cái sanh thú mà nó xa hơn á, cái quý vị, thì nó hoàn toàn không có một cái điểm dừng nào hết. Nó nối liền với nhau, chứ nó không có một cái khoảng trống nào hết. À, chính vì vậy cho nên là đối với cái điều này nó cũng là một cái hình thức mà để cho cái hàng Phật tử của chúng ta xét lại về những cái hành động của chúng ta làm. À, thông thường á, cái quý vị, chúng ta xưa bày nay làm,
cha mẹ, anh em, dòng họ, ông bà, cô bác của chúng ta, khi mà gia đình chúng ta có những cái tang sự hay là có những cái người quá vãng cái gì, thì lúc bây giờ chúng ta cứ làm, rồi chúng ta cứ cầu nguyện, chúng ta cúng tuần, cúng thất, cúng bảy tuần thất, rồi đại tường, tiểu tường. Cái đó gì? Nếu như cái đó là quan niệm của dân gian, nếu như quan niệm của ngoại đạo hay là quan niệm của những cái người xưa, chúng ta không nói. Nhưng mà đối với cái người Phật tử nguyên thủy, đối với những cái người Phật tử nguyên thủy, thuần túy nguyên thủy, những cái người Phật giáo, những cái người mà học Phật đúng cái chân lý, cái đó gì? Thì cái điểm này là chúng ta thấy rõ ràng, đó, khi mà chúng ta mất ở nơi này, chúng ta sẽ sanh vào cái nơi khác, tùy vào cái hành nghiệp, tùy vào cái lúc đó chúng ta chánh niệm, tỉnh giác, chúng ta nhớ về cái gì. Chứ không phải là khi mà chết đi rồi chúng ta cúng 7 tuần thất, 7, 49 ngày xong là chúng ta phá được những cái địa ngục để rồi chúng ta thăng sanh lên thiên đàng. Cái điều đó hoàn toàn không có trong cái giáo lý nguyên thủy. Chính vì vậy cho nên là quý vị hãy nhớ cái điều đó. Chúng ta phải nhớ cái điều mà chúng ta đang làm. Và cái thứ gì? Và khi mà những cái chúng sanh ở trong cái thế gian này á, thì nó lại có cái sự sợ chết. Những cái chúng sanh trong thế gian này có cái sự sợ chết. Và khi mà sợ chết như vậy đó, thì lúc mà chuyển sang những cái cảnh giới mới thì cái người đó lại hoàn toàn không biết rằng cái cảnh giới mà mình tái sanh về này nè, nó lại tốt hay xấu. Nếu như mà chúng ta không có được học hỏi về những cái giáo lý về nghiệp báo, hay là chúng ta không có học hỏi về cái sự những cái lộ trình tâm khi mà chúng ta cận tử, cái thôi làm khó mà chúng ta thực hiện những cái điều đó. Chính vì vậy cho nên là cái điều quan trọng nhất đối với một cái người sau ngay cái lúc mà cái người đó mà cận tử đó, thì chúng ta nếu như là những cái người thân, nếu là những người thân chúng ta yêu thương thân bằng nguyên thuộc của chúng ta, thì kính quý vị, vào cái lúc mà cái người đó cần tử đó, chúng ta hãy nhắc nhở những cái thiện sự công đức cho những cái người thân của chúng ta. Vào lúc đó chúng ta là cái người nhắc nhở những cái thiện sự công đức mà người thân của chúng ta đã làm. Có thể là cho một chén gạo, có thể là cho một ly chè, có thể là cúng chùa 5 đồng, 7 đồng, có thể là cúng cho cái vị sư này bao nhiêu tiền để vị sư đi học, hay là cúng dường những cái vật thực, y áo, thuốc men, chữa bệnh đến cho những cái vị sư. Thậm chí là chúng ta tìm được những cái việc lành nào hay là cái việc tốt đẹp nào mà cái người đó đã tạo, cho dù là cái người đó không hề đi chùa hay làm phước. Chúng ta không, trong cái cuộc đời của chúng ta, nếu mà chúng ta kiếm được một cái việc phước nào hay là một cái điều tốt nào mà người đó làm cho xã hội, chúng ta nhắc nhở người thân của chúng ta, thì đó chính là cái yêu thương cái thân bằng nguyên thủy của chúng ta là nhiều nhất. Và đó chính là cái sanh thú hay là cái sự luân chuyển của phàm nhân. Cái sự luân chuyển của phàm nhân chúng ta nhắc lại có nghĩa là phàm nhân á, khi mà luân chuyển từ cái cảnh giới này đến cái cảnh giới khác á, thì những cái vị phàm nhân đó hoàn toàn không biết cái cảnh giới của mình sẽ đi đến đâu. Những cái vị phàm nhân đó khi mà mất á, vị đó sẽ hoàn toàn không biết cảnh giới mình sẽ đi về đâu. Và chính từ cái chỗ mà không biết được cái sanh thú mình đi về đâu, rồi chúng ta không biết được cái sự hạnh phúc hay khổ đau của chúng ta như thế nào, thì nó sẽ là cái nhân khiến cho những cái người mà còn sống đó, người ta lại làm những cái điều sai quấy nữa. Cho nên đó là cái người phàm nhân hay là cái sanh thú của phàm nhân có thể là nó lăn trôi, nó thể là nó đi vào cái địa ngục, hay là trong cái đời sống thường nhật của người đó, người đó là cái người có cái đời sống gắn liền vào năm cái dục trữ dữ như là sắc, thân, khí, vị, xúc. Và khi mà cái vị đó chuẩn bị lâm chung, vị đó là nhớ về những cái sắc, thân, khí, vị, xúc, năm cái dục trữ dữ đó lại xa đọa. Rồi cũng có người ta nhớ lại những cái điều tốt đẹp của người đó để rồi người ta sanh thiên. Cho nên là cái sanh thú hay cái sự luân chuyển của phàm nhân thì chúng ta hoàn toàn không được biết. Chính vì vậy cho nên á, là ở trong cái bài kinh mà đầu ngón tay các quý vị, Đức Phật mới nói rằng là: này các thầy tỳ khưu, các ngươi nghĩ như thế nào, cái nào nhiều hơn,
là đất ở trong cái móng tay của ta hay là cái quả đất? Có nghĩa là Ngài đưa ra cái ví dụ là cái miếng đất mà những cái móng tay của Ngài mà Ngài móc một cái miếng đất á, thì Ngài so sánh là cái móng tay của Ngài, đất ở trong móng tay của Ngài và đất ở trong cái địa đại này thì cái nào nhiều hơn? Thì lúc bây giờ á, những cái vị tỳ khưu đó mới nói rằng là bạch Đức Thế Tôn, nhiều ở trong cái quả đất rộng lớn này và ít hơn là đất mà Đức Thế Tôn đã lấy ở trên đầu móng tay. À, khi mà những cái vị tỳ khưu nói như vậy, lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới kết luận nè: này chư tỳ khưu, rất là ít chúng sanh được tái sanh người, à, còn nhiều hơn là những chúng sanh phải tái sanh ra ngoài cái loài người. À, đã tái sanh ra khỏi cái loài người, mới nói về cái loài người thôi chứ chưa nói về về cái sanh thú mà cao hơn cái nữa. Cái số chúng sanh mà sau khi mất đi sanh quay trở lại để làm cái con người á, nó chỉ bằng một cái số rất là nhỏ là cát dính ở trong tay của bậc đạo sư thôi. Còn lại cái nữa vị, nó nhiều mà như cái quả đất này á, là những cái chúng sanh lăn trôi trong những cái cảnh khổ. Chính vì vậy là ở trong cái bài kinh mà đầu ngón tay đó đó, tên cái Bali nó là Nakhasikha Suttang, à, thì à, chúng ta sẽ thấy là như vậy. Giống như là ở trong cái bài kinh mà cái con rùa mù cái nước biển, ở trong cái biển cả mênh mông có một cái khúc gỗ mà nó mục á, rồi một cái con rùa mà nó bò lên cái trăm năm, nó thột cái đầu nó lên cái tìm cái khúc gỗ nó thột vào. Nếu mà đúng cái lỗ đó đó thì nó sẽ ok, thấy không? Mà cứ thưa quý vị, nếu như mà cái con rùa mù đó mà nó đưa được cái cổ nó vào trong cái lỗ hổng ấy đó thì nói chi là nó quá tốt rồi. Chính vì vậy cho nên là ở trong cái bài kinh mà cái bài kinh lỗ khóa Đức Phật mới nói là có cái con rùa 100 năm, có một gỗ đó thì nó trôi giờ sống đâu, nó cũng theo kiểu gió như vậy đó. Thì cái con rùa mù nó nổi lên, nó vướng cái khúc gỗ đó đó, thì kính thưa quý vị, nó cực kỳ khó. À, cũng như vậy đối với những cái chúng sanh ở trong cái thế gian này, đúng không? Những cái chúng sanh trong thế gian này không có những cái pháp hành, không có chánh hành, không có thiện nghiệp, không có phước nghiệp. Chính vì vậy cho nên là những cái chúng sanh đó, nó sẽ khó mà chui vào, hay là nó sẽ khó mà nó sanh được làm người. Đó là cái sanh thú của những cái vị phàm nhân. Còn cái nữa việc cái sanh thú thứ hai đó là gì, hay là cái sự di chuyển của cái bậc thánh là gì? Ở đây cái nữa việc mặc dù là những cái vị thánh vẫn còn luân chuyển ở trong cái tam giới này, nhưng mà cái sự trải rộng ra, cái sự mà rộng ra thì các vị đó không còn nữa. Các ngài chỉ còn gó bó hẹp lại ở trong năm cái cõi thánh mà thôi. Như chúng ta đã học đó là gì? À, những cái vị thánh mà tam quả đó, các vị đó có sanh về những cái cõi mà vô phiền vô nhiệt thiện hiện thiện kiến sắc cứu cánh đó, thì những cái vị đó cái đời sống của những cái vị đó nó sẽ tiến dần lên và ít nhất đó, giống như cái vị sơ quả thì cái vị đó không còn sanh lại trở làm người trong 7 kiếp nữa. Và cứ như vậy những cái vị đó càng ngắn dần đi. Cho nên là được gọi là cái sự lưu chuyển của cái bậc thánh. Và ở đây quý vị, khi mà chúng ta nói về những cái loài người, hay là những cái loài chư thiên, hay là những cái loài càn thất bà đó, không biết được cái cảnh giới tái sanh của cái người nào đó, thì đối với những cái người nào mà người ta không còn cái sự luân chuyển, không còn cái sự luân lưu trong cái vòng sanh tử luân hồi này nữa, thì những cái chúng sanh, những cái loài ma vương, những cái loài người mà có học những cái chú thuật, hay là những cái loài càn thất bà, những cái vị đó không biết được sanh thú, hay là không biết được cái sự luân chuyển của cái vị đó. Bởi vì cái vị đó đã có cái sự luân chuyển chấm dứt, cái vị đó đã chấm dứt hoàn toàn các cái sự luân chuyển. Và những cái vị đó, chính những cái vị mà chấm dứt hoàn toàn cái sự luân chuyển đó, thì được bậc đạo sư gọi là vị Bà La Môn.
hay là được gọi là một cái vị sát đặc, có nghĩa là cái vị đó đã diệt trừ, vị đó đã diệt trừ các cái bọn cướp, bọn giặc cướp là sát đặc. Mà những cái bọn giặc cướp đó là gì? Đó chính là tham sân si ở trong tâm của chúng ta. Rồi cái vị đó là cái người đã thoát khỏi hay là đoạn trừ tất cả những cái lậu hoặc. Rồi cái vị đó đã chấm dứt cái sự sinh tử luân hồi. Và cái vị đó là cái vị thánh A-la-hán. Thì cái quý vị, thật ra cái thời gian của chúng ta cũng không có nhiều, cho nên là chúng ta chỉ nói là bấy nhiêu đó thôi. Rồi cái câu kệ của chúng ta nó cũng sẽ chấm dứt ở đây, với cái ý nghĩa là đối với những cái người, những cái loài người, những cái loài càn thất bà, những cái loài ma vương chư thiên, nếu như những cái người đó không biết về cái sự luân chuyển của một cái người nào, thì cái người đó đó, cái người đó được Bậc Đạo Sư gọi là một cái vị Bà La Môn. Cái vị đó, cái người đó được Bậc Đạo Sư gọi là cái vị thánh A-la-hán, và cái vị đó là được Bậc Đạo Sư gọi là cái vị đoạn tận các cái phiền não, các cái kiết sử hay là các cái lậu hoặc. Thì cái quý vị, thời pháp hôm nay đến đây cũng vừa phải trong chi pháp và thời gian. Phần phí phát sanh lên, chúng tôi xin phép được chưa đề đến quý chư tôn đức tăng ni quý sư cô chư thiền hữu trí thức đang dự trên kinh. Cầu mong quý vị được năm điều hạnh phúc, sống lâu sức đẹp, an vui sức mạnh, nhất là có trí tuệ sáng suốt, thấy rõ tam tướng vạn pháp, tinh tấn tu tập để cùng nhau đắc đạo quả niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Phật Thầy Giác, nam mô Tham Ma Giác, nam mô Sang Khai Giác. Và các quý vị, trước khi chúng tôi chấm dứt cái thời pháp hôm nay, thì chúng tôi cũng xin phép được thông báo đối với quý ốp ở trong rung, có nghĩa là lần trước khi mà thượng tọa Thiệu Quyền nói chúng tôi thuyết pháp ở trong rung là để là thay thế cho thượng tọa Pháp Tín trong một cái khoảng thời gian, và đến đây cũng là câu 420 là cái pháp cú của chúng ta cũng đến những cái câu cuối cùng rồi. Thì sau khi thuyết xong cái câu pháp cú này thì chúng tôi xin phép là chúng tôi dừng sinh hoạt ở trong rung, và kính mong quý vị chúng ta hãy tìm những vị MC tiếp theo để chúng ta tiếp tục học kinh pháp cú. Và chúng tôi xin phép được thông báo với quý ốp ở trong rung là như vậy. Nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Khai Giá. Và vào giờ đây thì chúng tôi xin phép được chuyển mic lại cho Sĩ Cẩm Vân. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Đạt đã giảng bài học câu pháp cú số 420 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đã rồi rung. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Thượng Tọa Minh Hạnh trời rung rồi hả?